Gan nhiễm mỡ có chữa khỏi được hay không? Gan nhiễm mỡ hay còn gọi là men gan quá cao thì có thể là chúng ta chữa khỏi được. Trong cơ thể chúng ta gan nó chứa mỡ, và khi mà cơ thể nó thừa năng lượng thì nó cũng sẽ chuyển hóa thành gì? Cái lượng glycogen dưới cái dạng là năng lượng dự trữ. Chỉ khi là mỡ chúng ta nó quá nhiều thì nó mới dẫn đến cái tình trạng là chúng ta bị gì ạ? Bị gan nhiễm mỡ. Và cái cơ chế này nó rất là quan trọng và dễ hiểu. Tiếp theo là khi gan chúng ta chứa nhiều mỡ thì cần phải giải phóng mỡ này ra ngoài để mà sử dụng, thì từ đó nó sẽ giảm đi cái tình trạng gan nhiễm mỡ. Và các cách làm này nó bao gồm là tập luyện này, để tăng cường cái lượng tiêu thụ năng lượng này. Và khi mà mình tập luyện thì cái sợi cơ nó cũng sẽ phát triển và nó cần nhiều năng lượng hơn để nó duy trì và nó giúp giảm cái mỡ trong gan. Và những người có nhiều cơ ở trong cơ thể cũng có thể cần nhiều cái năng lượng hơn và ít gặp đi cái tình trạng bị gan nhiễm mỡ hoặc là bị béo phì. Vì vậy cái việc mà mình tăng cường tập luyện nó cũng sẽ giúp cho giảm cho tình trạng gan nhiễm mỡ. Thứ hai là chúng ta cũng cần phải giảm cái lượng thức ăn mà chúng ta tiêu thụ, đặc biệt là cũng cần phải hạn chế những cái thực phẩm ngọt tinh chế và những cái thức ăn mà chế biến sẵn, thức ăn mà giàu mỡ cũng như là những cái loại nước ngọt. Và các cái thành phần này nó có thể nó gây rối loạn cái chuyển hóa bên trong gan thì nó dẫn đến cái tình trạng gan nhiễm mỡ. Chúng ta cũng cần phải hạn chế những cái đồ uống có cồn vì chúng có thể gây ra rối loạn chuyển hóa. Và nếu như mà cô bác anh chị mà có những cái vấn đề về gì tuyến giáp hoặc là kiểm soát cái đường huyết mà không tốt thì đó nó cũng là một trong những cái nguyên nhân gây ra gan nhiễm mỡ. Như vậy thì chúng ta cũng cần phải kiểm soát huyết áp này và sử dụng những cái hormone tuyến giáp đúng cách thì cũng có thể là gì, mình sẽ bổ sung thêm cái omega 3 dạng nhuyễn thể để mà mình cũng có thể giảm đi cái mức mỡ trong máu, như là omega 3 krill. Bởi vì sao ạ? Theo nghiên cứu thì 300 đến 500 mg omega 3 mỗi ngày cũng có thể là giảm đến 25% cái chỉ số mỡ trong máu xấu luôn, bao gồm cả là cái lượng cholesterol toàn phần, cái lượng cholesterol LDL và cái chỉ số triglycerin. Và đồng thời nó cũng sẽ giúp cho cơ thể chúng ta tăng cái chỉ số HDL. Như vậy thì mình nếu như mà mình kết hợp mình sử dụng omega 3 krill với cái chế độ ăn uống này, cái lối sống mình thay đổi này, mình tập luyện này, thì gan nhiễm mỡ của chúng ta nó cũng có thể nó giảm. Đối với những cái người mà bị gan nhiễm mỡ ở cái mức độ 3 thì cần thời gian để kiên nhẫn hơn, và chỉ có gan nhiễm mỡ ở cái mức độ 1 và mức độ 2 thì mới có thể hồi phục hoàn toàn cái chức năng gan khi mà mình kiên trì mà mình điều trị.